Thưa quý vị, biệt phủ đẹp nhất Cà Mau do ông HAT, ngụ xã Tân Thành thành phố Cà Mau xây dựng không phép trên đất nuôi trồng thủy sản vừa bị đề nghị cưỡng chế tháo dỡ đã tạo nên nguồn dư luận trái chiều. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, ông T đã xây dựng trên hai thửa đất nuôi trồng thủy sản không được chuyển đổi quyền sử dụng đất. Công trình bao gồm khối nhà chính có diện tích xây dựng 294,79 m2, 3 tầng kết cấu móng bê tông cốt thép. Tường xây gạch, sàn bê tông cốt thép đã hoàn thành khoảng 90%, dãy nhà cấp hàng trào có diện tích xây dựng 339,74 m2, kết cấu móng bê tông cốt thép, tường xây dựng gạch, mái lập tôn. Sau thời gian cho chủ hộ tự tháo dỡ đã hết, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau đã trình phương án cưỡng chế tháo dỡ căn biệt phủ trên. Chủ nhân của ngôi nhà cho biết bản thân đã sai nên sẽ chấp hành mọi hình thức xử lý của các ngành chức năng. Nguyên nhân dẫn đến sai phạm là do thiếu hiểu biết về pháp luật ông tê chia sẻ hiện ông rất buồn bởi số tiền làm nhà là cả quá trình tích cóp của hai vợ chồng ông